Xin chào cô chú anh chị, hôm nay túi da Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những cái sản phẩm mới. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Có 3 khung giờ là 12 giờ và 7 giờ là 19 giờ. Là và 20 giờ hàng ngày để lai quần áo ha. Hôm nay shop sẽ lên túi nam và nữ ha. Đầu tiên đó là một chiếc cặp ha, da mộc, da thật 100%, da rất là dày và chắc ha. Kích thước bề ngang 37, chiều cao 30 và cái bề dày là 7 ha. Cho mình xách tay và mình đeo chéo, dây đeo chất liệu là vải dù kết hợp với da. Và da này là da thật 100%, da mộc, da nguyên miếng, nguyên một cái tấm da. Đây, để mình mở ra như thế này. Thì bên trong đây, bên trong là nguyên một cái tấm da ha, da nguyên một miếng da mộc xịn sò dày. Bên trong là sạch đẹp hết ha. Mình gài lại như thế này. Thì cái cặp này rất là đẹp ha. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Da mộc nguyên một cái tấm da, quá là đẹp ha. Có thương hiệu ha, cái chữ Z ở phía ngoài. Và đây là cái phần phía sau ha, phần phía sau dây đeo lên dùm shop một mã là 2477 ha, 590k. 2477 590. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay. Chiếc túi xách tay như thế này ha. Để mình xách tay và đeo vai, và dây là thắt bính. Kích thước bề ngang, bề ngang là 24, chiều cao 21 và cái bề dày là 11 ha. Để mình xách tay như thế này. Và thương hiệu Hozi. Ở đây sẽ có một cái nút 500, bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở giữa có một cái khóa cái miệng. Và một ngăn đây là sạch đẹp hết. Để mình xách tay, sẽ có 3 bóp chút đỉnh thời gian ở đây ha. Và ở đây xách tay và mình đi vai đều được ha. Lên dùm shop một cái mã là 2635 390. Và một chiếc túi có thương hiệu ha, thương hiệu Zenu, để mình đeo chéo và dây đeo chất liệu là vải dù, dập hiệu thương hiệu Zenu, da thật 100%, màu nâu sô cô la, da bò hạt ha. Kích thước bề ngang là 24, chiều cao 25 và cái bề dày là 7 ha. Để mình đeo chéo rất là ok ha. Da thật 100% ở đây. Và đây sẽ có một cái khóa cáo miệng, bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây. Lót sạch đẹp ha. Và có một cái khóa cáo miệng đây. Bên trong dập hiệu thương hiệu Zenu và là miếng tách da ha, da thật 100%. Chiếc túi này nhỏ gọn và xinh xắn ha, nam nữ đều xài được hết. Và có thương hiệu phía sau, bên trong lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu ha. Lên dùm shop một cái mã là 2456 490k, 2456 490. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo, mình có thể mình vừa đeo chéo mình vừa xách tay đều được ha. Giá thật 100%. Và dây đeo dập hiệu thương hiệu ha, Zinda. Và đây là cái thương hiệu dập nổi trên thanh kim loại ha. Màu này là màu nâu sô-cô-la. Kích thước bề ngang, bề ngang là 28, chiều cao là 30 và cái bề dày là 9 ha. Xách tay và đeo chéo đều được. Như thật 100%. Ở đây sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây.
bên trong lót vải sạch đẹp và dây đeo chất liệu là vải dù ha, chắc chắn. Và ở đây sẽ có một cái phát các bạn ở đây, bên trong nhập hiệu thương hiệu, và dây này mình có thể mình tăng đưa dài thêm được ha. Và ở đây sẽ có một cái khóa các miệng ở đây, thì bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, nhập hiệu thương hiệu ở đây, và có một cái khóa các miệng đây, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, bên trong là nhập hiệu thương hiệu hết ha, da thật 100%, da rất là dày và chắc ha, da bò. Để mình xách tay, mình không thích xách tay thì mình sẽ đeo chéo. Da là thật 100% hết ha. Để mình xách tay ha và đeo chéo, một ngăn ở đây, một ngăn đây và một ngăn đây bự nhất. Lên giùm shop một cái mã là 2475 590. Và kế đến đó là một chiếc cặp ha, một chiếc cặp có thương hiệu Hanston ở đây, giá thật 100%, kích thước bề ngang là 39, chiều cao 27, và cái bề dày là 9, để mình xách tay và mình đeo chéo là được ha, giá thật 100% ở đây. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, một ngăn ở đây để đựng laptop, dập hiệu thương hiệu Hanston và thương hiệu Hanston đây, một ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót là sạch đẹp hết ha, da thật hết, bên trong là lót vải sạch đẹp ha, dập hiệu thương hiệu Hanston, sẽ có hai ngăn nhỏ đây và khoen khóa dập hiệu thương hiệu Hanston hết ha, khoen khóa dập hiệu thương hiệu Hanston. Và phía ngoài sẽ có trang trí một cái đường vì màu trắng như thế này, lót sạch đẹp hết ha. Và phía sau da thật 100%, để mình đeo chéo như thế này, chất liệu dây đeo chéo là vải dù chắc chắn, xách tay và đeo vai đều được. Lên giùm shop một cái mã là Hanston, Hanston 490. Và kế đến đó là một chiếc cặp ha, da mộc quá là đẹp luôn ha, khoen khóa rồi rất là ok, màu này là màu nâu sô cô la, kích thước là bề ngang là 28, chiều cao 34, và cái bề dày là 12 ha. Để mình đeo chéo, dây đeo full da, toàn bộ là da hết ha. Da ngoài ra ở đây nó sẽ còn có một cái để mình đeo chéo, khi mà mình đeo đồ nặng thì nó sẽ đỡ đau cho mình hơn. Còn mình xách tay đây, da thật 100%. Thì ở phía sau sẽ có một ngăn ở đây, lót bên trong là sạch đẹp ha, bên trong không lót ha, là nguyên một cái miếng da mộc nguyên miếng rất là dày. Và khóa số mặc định 2 số 0, mình có thể gỡ ra được ha. Và bên trong sẽ có một cái nút hít 500, hai cái nút hít 500, một ngăn đây, mình nhìn lớp da nè, rất là dày ha, da quá là ok luôn. Và một ngăn ở đây, và ở đây đựng cạc với xích chế tài tùy thân, và một cái ngăn nhỏ đây, và ở đây đựng những cạc với xích ha, ở đây đựng bút đựng viết, và một ngăn nhỏ đây và một ngăn đây, không lót ha, da mộc nguyên miếng. Và bên trong một ngăn ở đây, và ở đây sẽ có một cái nút gài lại, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết đây, mình nhìn nguyên một cái tấm da nè, rất là dày và chắc. Và chiếc túi này sạch đẹp ha. Lên giùm shop một cái mã là 2466 ha, 1.800.000.
Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo ha, thương hiệu Mexican, đó là một cái thương hiệu của Mỹ ha. Kích thước bề ngang là 31, chiều cao 24, và cái bề dày là 9 để mình đeo chéo rất là ok. Ở đây sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây là lót vải ha, sạch đẹp, và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Ở đây có thương hiệu Mexican là thương hiệu của Mỹ, hai ngăn đây, và có một cái khóa cá miệng đây, và một ngăn đây và một ngăn đây, phía ngoài còn có một ngăn nữa hết 500, và một cái khóa cá miệng ở đây là sạch đẹp hết ha, da thật. Xách tay để mình đeo chéo ha, để mình đeo chéo rất là ok. Dây khoen khóa dập hiệu thương hiệu Mexican ở đây, Mexican ở đây, giá thật 100%. Lên dịp shop một cái mã là 0519 509, 0519 509. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay ha, màu trắng, giá thật 100%. Mình xách tay và mình đeo vai đều được ha, đựng đồ các thứ rất là ok. Màu trắng, kích thước bề ngang là 24, chiều cao là 22, và cái bề dày là 10 á, để mình xách tay như thế này. Giá thật 100%. Khoen khóa còn rất là ok. Ở đây nó sẽ có một cái nút khít 500 ha, bên trong là lót sạch đẹp hết, và có một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp ha. Khít 500 như thế này, xách tay như thế này. Lên dùm shop cái mã là 9970 390k, 99.0390. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo có thương hiệu Polo, dây đeo dập hiệu thương hiệu Polo, quả dù chắc chắn rất là xịn xa ha. Kích thước bề ngang là 39, chiều cao là 27, và cái bề dày là 8 ha. Xách tay và đeo chéo, da thật, dập hiệu thương hiệu Polo ở đây. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ ở đây, lót bên trong sạch đẹp, khoen khóa dập hiệu thương hiệu Polo. Và đây thương hiệu Polo, khoen khóa dập hiệu thương hiệu Polo, đinh ốc dập hiệu thương hiệu Polo hết ha. Và chiếc túi này khi mình gỡ cái ngăn thứ nhất ra thì sẽ có một ngăn ở đây, ở đây đựng cạc visit giấy tờ tùy thân, bên trong là lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Polo đây, và một ngăn ở bên đây dập hiệu Polo, và sẽ có hai cái nút khít 500 hết lại như thế này. Ngoài ra ở phía bên trong sẽ còn có một cái ngăn nữa ha, thì bên trong sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây. Bên trong là lót dập hiệu thương hiệu Polo hết, và còn có một cái để mình gắn chìa khóa vào, và một cái ngăn để đựng laptop. Bên trong sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Polo, và có một cái khóa cái miệng ở đây. Lên nhìn shop một cái mã là 0455 709, hôm nay shop sẽ giảm còn 509 ha, 0455 509, 0455 509. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo ha, giá thật 100%. Để mình đeo chéo có thương hiệu dập nổi trên thanh kim loại ha. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 26, và cái bề dày là 6, để mình đeo chéo rất là ok. Giá thật 100% ở đây. Và ngoài ra đây sẽ còn có một cái khóa cái miệng, bên trong lót vải sạch đẹp ha. Và đây mình sẽ mở ra, ở đây nó sẽ có một cái hút 500 hít lại như thế này, và một ngăn đây lót sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp, một cái khóa cái miệng ở đây sạch đẹp hết, và một cái ngăn ở đây sạch đẹp. Bên trong là lót dập hiệu thương hiệu hít 500 ở đây. Lên dùm shop một cái mã là 0471 ha, 409, 0471 409. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay, giá thật 100%. Và ở đây sẽ có thương hiệu dập nổi trên đây, và đường may rất là tinh tế, chắc chắn
màu đen, kích thước bề ngang, bề ngang là 33, chiều cao là 20 và cái bề dày là 14 ha. Để mình xách tay và mình đều vai đều được. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và bên trong là lót vải nha, sạch đẹp hết, và một cái khóa kéo miệng ở đây. Sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây. Có một cái khóa kéo miệng lót sạch đẹp. Xách tay và đeo vai, lên giùm shop một cái mã là 7080 409. 7080 409. Và một chiếc cặp ha. Chiếc cặp này để mình xách tay đi họp rất là ok. Có thương hiệu là dập nổi trên cái miếng da này. Màu này là màu xanh. Màu xanh rêu, màu xanh rêu. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 40, chiều cao 28 và cái bề dày là 7. Để mình xách tay như thế này. Giá thật 100%. Ở đây sẽ có một ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp và một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong sạch đẹp ở đây. Thương hiệu. Thương hiệu dập nổi trên miếng da đây. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp. Thương hiệu là Maruem Made in Japan. Dập nổi đây. Và bên trong sẽ có một ngăn đây. Và một ngăn đây. Một ngăn đây. Và một ngăn đây. Sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay. Mình đi họp ha. Rất là ok. Lên giùm shop một cái mã là 2434 ha. 609. 2434 609. Và một chiếc cặp ha. Để mình xách tay. Giá thật 100%. Và ở đây sẽ có một cái thương hiệu ha. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 40, chiều cao 28 và bề dày là 8 ha. Xách tay như thế này, giá thật 100%. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong ha, lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây là bự nhất ha. Bên trong sạch đẹp ở đây, hai ngăn nhỏ ở đây và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp hết, giống như một chiếc vali ha, vali nhỏ mình có thể đựng laptop ha. Sạch đẹp hết. Lên giùm shop một cái mã là 8025 509. 8025 509. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo ha. Có thương hiệu TC đây. Giá thật 100%. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 26, chiều cao 27 và cái bề dày là 7 ha. Để mình đeo chéo rất là ok. Giá thật 100% ở đây. Và ở đây sẽ có một ngăn nhỏ đây. Lót sạch đẹp. Dây đeo chất liệu là da ha, full da hết. Và ở đây sẽ có một cái nút khích 500. Thì đây đừng bút đừng viết ha. Ở đây đừng cạc visit với tài chị Thanh. Một ngăn đây lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp. Có một cái khóa kéo miệng ở đây. Sạch đẹp hết ha. Và ở đây mình sẽ mình đậy nắp lại như thế này. Rất là chắc chắn ha. Lên dùm shop một mã là 2662 409. 2662 409. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay. Giá thật 100%. Có thương hiệu ha. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 33, chiều cao là 12 và cái bề dày là 13. Để mình xách tay và mình đeo vai. Đó, mình xách tay gọn nhẹ và xinh xắn ha. Đây mình có thể để điện thoại và tư trang. Có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót vải ha. Có một cái khóa kéo miệng đây. Thương hiệu dập nổi trên da đây. Tapolin Milano.
lên giùm shop một cái mã là 7572 39, 7572 39. Và kế đến đó là một chiếc cặp ha, một chiếc cặp có thương hiệu Bonsi, da thật 100%, xách tay và đeo chéo, dây đeo dập hiệu của thương hiệu khác ha, dây kèm theo, kích thước bề ngang là 38, chiều cao 25 và cái bề dày là 7 ha, xách tay và đeo chéo. Ở đây sẽ có một cái khóa cái miệng đây, bên trong lót vải và thương hiệu Fancy dập nổi trên miếng da đây, và có một cái khóa cái miệng đây, lót là sọc đẹp ha, một ngăn ở đây để đựng laptop và hai ngăn nhỏ đây, thương hiệu Bonsi, đây là miếng tách da, da thật 100%, và có một cái khóa cáo miệng đây ha, sạch đẹp hết, da thật hết, để xách tay và đeo chéo được. Lên dùm shop một mã 0461 ha, 590.000, 54 0461 ha, 590. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo có thương hiệu, kích thước nhỏ gọn và xinh xắn ha, kích thước bề ngang là 18, chiều cao 22 và cái bề dày là 7, đeo chéo rất là ok. Ở đây sẽ có một cái khóa cái miệng đây, bên trong lót vải và một cái để mình gài lại như thế này, và một cái ngăn ở đây thích 500, và một ngăn đây có một cái khóa cáo miệng, bên trong lót vải sạch đẹp ở đây, và một ngăn ở đây ha, sạch đẹp để mình đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một cái mã là 2410 590, và shop sẽ báo một cái phần này ha, cái này là dán vào để như thế này, và đây nó sẽ còn dính một cái lớp keo. Lên dùm shop một cái mã là này độ mới khoảng 75% ha. Lên dùm shop một cái mã là 2410. Hôm nay shop sẽ giảm còn 390 ha. 2410 390. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay. Giá thật 100%, kích thước bề ngang. Bề ngang là 38, chiều cao 16 và cái bề dày là 15. Xách tay da thật 100%. Ở đây nó sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, hai ngăn. Lót sạch đẹp. Và một ngăn ở đây. Là đẹp nhất ha, hai ngăn nhỏ ở đây. Là sạch đẹp ha. Và một cái thương hiệu Square của Ý, và có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp. Da thật hết, xách tay và đeo vai. Lên dùm shop một cái mã là 7829 ha, 409, 7829 409. Hôm nay shop sẽ giảm còn 390 ha, 7829 390. Và cái đến đó là một chiếc cặp ha, khá là xịn, có thương hiệu Nách Linh Đôn, da thật 100%, kích thước bề ngang là 40, chiều cao 29 và cái bề dày là 9 ha. Để xách tay và đeo chéo, dây đeo dập hiệu thương hiệu Đất Đinh Đôn, chất liệu là vải dù, rất là xịn ha, da bò hạt ở đây, và thương hiệu Đất Đinh Đôn đặc trưng, khuyên khóa còn rất là ok, và dây dập hiệu thương hiệu hết ha, hai ngăn ở đây hết 500, và một ngăn bự nhất ở đây, lót bên trong sạch đẹp, và một ngăn đây để đựng laptop ha, và hai ngăn nhỏ đây, và ở đây đựng bút đựng viết, và có một cái khóa kéo miệng ở đây nữa ha, thương hiệu Đách Linh Đôn dập nổi trên miếng da đây. Lên dùm shop một mã 2422
890k, hôm nay shop sẽ giảm còn 790 ha. 2422 790. Và cái đến đó là một chiếc cặp da thật 100%. Để mình xách tay và đeo chéo ha, cặp laptop có rất là nhiều ngăn cho mình lựa chọn. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 39, chiều cao 26 và cái bề dày là 11 ha. Xách tay và đeo chéo, da thật 100%. Ở đây sẽ có một cái khóa chống miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp. Và hai nút khít 500, một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây sạch đẹp. Và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót vải sạch đẹp, hai ngăn ở đây. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp, da thật 100%. Ra dùm shop một mã là 2675 590, 2675 590. Và cái đến đó là một chiếc cặp ha, có thương hiệu Monsac. Dây đeo da thật 100%. Kích thước của chiếc cặp này, Bề ngang là 36, chiều cao 26 và cái bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo, ở đây sẽ có hai cái nút khít 500, lót bên trong lót vải sạch đẹp và thương hiệu Monsac ở đây dập nổi trên đây. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây nữa là sạch đẹp hết ha, hai ngăn ở đây. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp, và một ngăn chuyên dụng để đựng laptop ở đây. Lót sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã 2642 890. Hôm nay shop sẽ giảm còn 790 ha. 2642 790. Và một chiếc cặp da mộc, da thật 100%. Xách tay và đeo chéo. Kích thước bề ngang là 38, chiều cao 28 và cái bề dày là 7 ha. Đây, để mình xách tay và đeo chéo ha. Đây sẽ có một cái khóa chống miệng ở đây và một ngăn ở đây. Ngăn đây thì mình sẽ mở ra như thế này, đặt chân và hai ngăn nhỏ đây. Và đây là miếng tét da ha, da thật 100%. Và một ngăn ở đây, góc bên trong là sạch đẹp đây, dập hiệu thương hiệu. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết ha. Và hai ngăn nhỏ ở đây sạch đẹp. Xách tay và đeo chéo, lên dùm shop một cái mã là 2399 890. Hôm nay shop sẽ giảm còn 790 ha. 2399 790. Và kế đến đó là một chiếc túi ha, đeo chéo thương hiệu là Ben Leroux, da thật 100%. Kích thước bề ngang 21, chiều cao 25 và cái bề dày là 7. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây, lót vải sạch đẹp. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng sạch đẹp hết ha. Bên trong lót sạch đẹp, một ngăn ở đây sạch đẹp. Và một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp ha. Lên dùm shop một cái mã là 2406 590, 2406 590. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Biggie, da màu này là màu kem ha. Kích thước bề ngang 24,
chiều cao 20 và cái bề dày 14 để mình xách tay như thế này. Và ở đây sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải ha, một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng và thương hiệu Biggie dọc nở trên cái miếng da, và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Lên dùm shop một cái mã là 7315 290. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem buổi live ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Tạm biệt cô chú anh chị.